Trong phòng bếp nóng hừng hực, ông chủ quán bánh đang bận rộn với mấy nồi nước hầm. Ông chủ nói nước dùng thơm ngon mỹ vị kia dùng thời gian để đổi lấy đấy. Mỗi ngày từ 5 giờ sáng, đã dùng rau củ cùng xương sườn to, hầm 6 tiếng đồng hồ. Trong nồi nước dùng rau củ, còn cho gân bò vào hầm cùng, như thế có thể tăng đậm vị cho canh. Đến thời gian dùng bữa, quán bánh thịt bò này lúc này cũng có hàng dài người xếp hàng, vì bánh được gia đình họ tự tay làm đến đâu bán đến đó. Bánh rán lên ăn không hề ngán chút nào. Trước khi làm bánh, thì họ quét một lớp mỡ lên bàn, rồi cán bột ra thật mỏng, gấp nhỏ lại rồi cuộn nó lại thành hình hoa. Làm thành hình hoa xong, lại cán mỏng ra lần nữa, xong rồi mới cho vào bếp rán bánh. Tiếp theo đó ở trên bếp nóng 180 độ, dùng tay không đập bánh. Sau khi đập xong thì phết một lớp sốt bánh đặc biệt của cửa hàng lên, cho thêm mấy miếng gân bò lên, mùi vị thơm ngon, thêm một cây hành baro. Bánh không quá mỡ lại tầng tầng lớp lớp, khách hàng ai ai cũng thích ăn, mỗi một miếng sẽ được thưởng thức thật nhiều nguyên liệu hòa quyện vào nhau, không giống món mì thịt bò nướng đỏ những tiệm khác. Ở quán này món mì thịt bò hầm rất được ưa chuộng, miếng thịt rất to đầy đặn, mềm đến mức dùng lưỡi miết là tan ra trong miệng, nước dùng thanh ngọt, không quá nhiều dầu mỡ, rất được người dân bản địa yêu thích. Thử một đũa thịt heo thái sợi sốt Bắc Kinh, kết hợp cùng với bánh rán mềm xốp kia, đúng là mỹ vị. Một bát bún bò kho nóng hổi thơm ngon, miếng thịt chín mềm nhưng không bị nát, ăn một miếng mỹ vị tràn ngập trong khoang miệng. Tiếp theo là món mì thịt bò hầm, món này yêu cầu mùi vị tự nhiên từ nguyên liệu, nước canh trong và thanh ngọt, ăn một miếng nhớ mãi không quên. Món best seller của quán này phải kể đến bánh bao, màn thầu, Tân Trúc của Đài Loan, có một quán một ngày có thể bán được hàng nghìn chiếc màn thầu. Bánh cuộn hạt nhiều ngũ cốc đặc trưng, dùng bột nhào được lên men tự nhiên để làm vỏ bánh, ăn vào miệng thực sự vô cùng ngon và mềm xốp, khiến tất cả thực khách đều ước ao được nếm thử nó một lần. Mỗi ngày 5 giờ sáng bắt đầu khai công, màn thầu muốn ngon, vỏ bánh vô cùng quan trọng, mà bột nhào chính là linh hồn. Màn thầu của cửa tiệm này dùng bột nhào không giống với những quán khác, vì thêm men vi sinh, bột nhào lên men 12 tiếng, nở thành một cục bột vô cùng to, thi thoảng còn có thể nhìn thấy bong bóng ở trên bề mặt. Sau đó cho một vốc các loại hạt lên bề mặt, ông chủ là ông chú Trần dùng tay san đều ra, cho lên máy cắt thành từng khối, mỗi một khối đều có khối lượng giống nhau, thành quả cũng vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Bên trong nhân cuộn gồm có táo khô, hoa quế, nho khô cùng nhiều loại hạt khô khác, khi vừa gắn xuống sẽ tầng tầng lớp lớp hương vị. Món ngon nữa của cửa tiệm chính là bánh mì khoai môn, có màu tím khoai môn tự nhiên, không cần dùng phẩm màu nhuộm, chỉ cần cho khoai môn cùng chút bột vào là được. Sau khi cán mỏng ra bên trên cũng phủ thật nhiều khoai môn thái sợi, cắn xuống một miếng vị béo ngậy của khoai môn tan ra trong miệng. Cuối cùng đây là bánh cuộn hành, dùng hành tươi mua lúc sáng, cũng giống như hai loại mì kia, trải đều hành lên đó rồi cuộn lại. Những vị khách hình dung những màn thầu này hiếm có khó tìm, trừ những nguyên liệu tươi mới, phía sau còn có một ông chú chăm chỉ sáng tạo ra nhiều mùi vị thơm ngon. Từng chiếc màn thầu được hấp xong, mỗi một chiếc đều béo ú, kiên quyết không dùng chất tạo màu hay chất tạo nở, chỉ dùng bột nhào tạo vị tự nhiên cho bánh. Ông chú còn nói chỉ cần khiến tất cả vị khách đến ăn màn thầu cảm thấy yên tâm, cho dù có vất vả hơn nữa cũng đáng giá, chỉ một chiếc màn thầu nhỏ bé cũng có thể rèn luyện lên một phẩm chất của một con người. Ở một bến cảng nhỏ ở Quảng Đông, có một quán ăn sáng đặc biệt thế này đây. Màn thầu của gia đình chú ấy có giá 50.000 Việt Nam, cái nào cái đó béo béo ú ú. Khách hàng không chỉ không thấy đắt còn cảm thấy rất đáng tiền mua, người không biết ăn mới cảm thấy đắt. Chúng ta cùng nhau xem họ làm thế nào nhé. Đầu tiên ông chú chia bột thành những miếng nhỏ, vì bảo đảm khối lượng từng miếng nhỏ bằng nhau, ông chú chia từng miếng nhỏ xong bỏ lên cân, cân trọng lượng. Sau đó bắt đầu tạo hình cho nó, rồi đặt qua một bên. Nếu như không biết ông chú làm màn thầu, thì tôi còn tưởng ông chú đang làm bánh mì dài ấy. Thực sự không nhìn ra đây là đang làm màn thầu. Sau đó cho từng chiếc vào thành nồi. Khi tất cả xếp kín thành nồi, bánh sẽ không bị tuột xuống. Đây cũng là sự thần kỳ của màn thầu nhà chú ấy. Sau khi xếp toàn bộ thành nồi rồi, nhìn nó giống như một bông hoa đang nở rộ vậy. Vì ông chú tuổi tác đã cao rồi, cho nên mỗi ngày chỉ kinh doanh nửa ngày thôi. Chú ấy cũng nói kiếm đủ tiền tiêu là được rồi, cũng không muốn tuổi già vất vả, chỉ cần ngày ngày vui vẻ là được rồi. Cuối cùng, cho nước vào nồi phía dưới đậy vung lên hấp một lúc. Sau khi hấp xong, màn hầu nở ra to tròn khiến người ta ai ai cũng muốn mua thử một miếng xem sao. Từ sau khi video của chú ấy hot trên mạng, trời còn chưa tối, đã có rất nhiều người xếp hàng chờ mua rồi. Trong thời gian nửa ngày ông chú đã bán được 400 phần rồi. Đến cuối tuần khi đông khách, còn phải nói người ra giúp. Mọi người xem xong rồi, cảm thấy chiếc màn thầu này thế nào?